Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là sản phẩm loa Nina Ray CAS và model là VF10. Này sử dụng là một củ bát 2 năm và họng tép kèn bên. Đây là cái phần logo này. Đây là bản nâng cấp trước của CAS VF10, VF18 mà lần đầu em có giới thiệu cho các bác. Đó. Thì đây là bản nâng cấp là sử dụng logo này, logo mới này. Và chốt dây tất cả đều là đạt chuẩn của mới. Đạt chuẩn của xe mới bây giờ, tiêu chuẩn quốc tế mới ra. Đó, đây là tem xác minh nguồn gốc, xuất xứ bảo hành này, bảo hành điện tử này. Đây là bên tay cạnh này, thùng này. Đây là mặt form. Dòng Nina Ray CAS VF10 này thì lại sử dụng không có phân tần bên trong. Nên là các bác về là đánh là cộng 1 trừ 1 là ra bát, cộng 2 trừ 2 là ra tép. Và đây là thiết kế ở thùng này, rất là sang trọng lịch sự. Đó, có một chất gì đó nó rất chuyên nghiệp và cực kỳ đẳng cấp ở đây. Đó. Thùng này là sử dụng van 2 năm. Đây là thùng số mặt sau. NF cộng 1.1, HF cộng 2.2. Đồ nhảy trung bình tín hiệu đầu vào là 98 dB, đo trên 1W cách xa 1m. Công suất tối đa 1.800W, công suất trung bình là 450W, trở kháng 8 ohm, đáp tuyến tần số từ 55Hz đến 20kHz. Đó. Đây là input là cộng 1.1, cộng 2.2 và ninh cũng như vậy. Nó thấy luôn cả sơ đồ đấu luôn này. Đó, tem QR, QC, QPAD đầy đủ. Nguồn gốc xuất xứ vô cùng rõ ràng nên các bác nào hoàn toàn yên tâm khi sử dụng hàng chính hãng này. Rất là đẹp ạ. Sắc sảo và chi tiết. Với các bác nào dùng night show sự kiện thì nên sử dụng đánh pick amp như này thì sẽ cho ra đối trợ tốt hơn rất nhiều, nhưng tuy nhiên các bác phải dùng crossover và đo và cắt tần số để chính xác thì mới khai thác được tối đa cái điểm mạnh của cái dòng Nina Ray như này. Đó. Đây các bác xem nha, tem bảo hành điện tử này, thùng sơn sần cát rất là xịn này. Chốt dây này. Đây là chốt dây này. Xe ép rất là xịn luôn. Đây là chốt dây này. Đó. Rất là đẹp luôn. Rồi, ok. Một lần nữa thì các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả và xin hẹn các bác trong clip lần sau.